bây giờ tin không? Xé luôn ha. Trả này cho em đi. Anh... trả cái gì mà trả? Không trả, không bao giờ, không bao giờ trả. Trời ơi, đó là bài bài tập làm văn mà điểm cao nhất từ trước tới giờ của em đó. Không, đây là một bài văn hư cấu, một bài văn xạo sự. Hư cấu, xạo sự gì ta, em không được điểm vậy. Anh ganh tị đúng không, anh gato đúng không? Ờ, gato chi một bài văn xạo sự, một bài văn không bao giờ có thật. Em nói cho anh biết nha, đây là thành tựu văn học vĩ đại của em á. Trời ơi, trời ơi, thành tựu văn học cái gì, thành tựu cái gì? Trong đây hả, tả ba gì đâu mà tả xạo. Ba mình có bao giờ là người tốt, ba mình có bao giờ giúp đỡ mọi người đâu mà viết vậy. Trời ơi. Ủa mà đề bài kêu tả ba tả mẹ thì em muốn tả ai em tả chứ. Sai, đề bài kêu tả lá rụng về cội. Mắc mớ gì, không chịu tả mẹ tự nhiên tả ba. Tả mẹ anh tả hết trơn rồi. Tả mẹ cái kiểu khác. Nhìn dùng những cái câu văn, ý văn của mình tả một kiểu khác. Chứ sao tự nhiên bịa đặt ra một người ba tốt bụng vậy được. Ôi mà kệ em, muốn hư cấu xem. Xé liền nha, không có sàng sàng. Trả lại cho em đi, em muốn hư cấu xem, hư cấu miễn em điểm cao thôi, đưa đây. Làm văn phải chân thật, không được hư cấu. Nhưng mà nó hay. Không có hay gì hết. Hay em muốn biết nó hay hay không á. Bây giờ đưa bài văn cho mẹ nè, coi mẹ coi có hay không. Trời ơi là trời. Tự nhiên anh đưa cho mẹ làm chi? Đưa cho mẹ coi, mẹ đọc coi, mẹ phê bình vô coi có hay thiệt không. Vậy là đâu có công bằng đâu. Tại vì mẹ đâu có thích ba, tự nhiên đưa cho mẹ. Vậy em đưa cậu Khôi coi. Càng không được nữa. Tại vì á, em lấy hình tượng của cậu Khôi để em tả ba. Bây giờ đưa cho cậu Khôi coi, đấu công bằng. Thấy chưa, bây giờ mới thấy xạo chưa. Ba là ba, cậu Khôi là cậu Khôi. Tự nhiên tả như vậy. Bây giờ anh có cách rồi. Cô Tuyền ơi, Cô Tuyền ơi. Ôi Cô Tuyền. Ừ. Cô Tuyền. Hả, chào tiểu cửa con. Tụi con đi kiếm cậu Khôi hả? Dạ, đi luôn đi. Không con... có cậu Khôi ở đây. Con không có kiếm cậu Khôi, con kiếm cô Tuyền. Để cô Tuyền giải quyết giùm con một vụ việc cực kỳ ly kỳ và hấp dẫn nữa. Cô. Dạ. Cô mà giải quyết được cái chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Dạ đúng rồi. Nghề của cô đó. Bây giờ Tuyền. Sao con? Cô Tuyền đọc giùm con đi nè. Cô Tuyền. Ngồi ghế đi con, ngồi ghế đi. Ngồi xuống đây đàng hoàng. Ngồi ghế, ngồi ghế. Để con coi đúng hay sai. Sao. Coi gì nè. Ôi chú cha. Ôi chú cha, nó viết cái gì mà nhân vật gì mà con trời ơi, nhìn sao giống chuyện tình cảm của cô Tuyền quá vậy. Đó. Vậy đó. Vậy mà hả? Bo tả ba con á. Ba con giống vậy á. Ủa, lộn rồi. Ba con đâu có mà dễ thương mà đẹp trai như cái nhân vật ở trong này. Không phải, tức là con chỉ là chị mượn cái nhân vật của cậu Khôi để mà con tả ba con thôi. Thì em phải dùng câu văn ý nghĩa của em tả thành một người mẹ. Ủa chứ mẹ hai em phải... tả mẹ hết trơn. Em hư cấu, hư cấu quá. Trời ơi, cái ghê quá à. Cái gì mà hai đứa cãi nhau sùm á, sao mà cô Tuyền đủ thông minh để xử lý cho hai đứa. Hay quá. Cô nhớ rồi. À, con ngồi đây luôn đi. Đây. Ngồi đây. Nè. Đây. Cô Tuyền có một người bạn rất là thân nha, thầy giáo dạy văn. Bây giờ cô Tuyền sẽ gọi điện cho anh ấy. Anh ấy sẽ tư vấn cho cô Tuyền, sau đó cô Tuyền sẽ giúp đỡ cho tụi con được chưa? Dạ được. Rồi, đợi xíu nè. Alo. Dạ. Dạ anh hả, em nè. Thanh Tuyền. Em đang làm tập làm văn. Không phải. Mấy đứa cháu em nó làm. Nhưng mà có ý là em muốn hỏi anh vậy nè. Mình làm văn mình có quyền hư cấu không anh? Vậy hả, cảm ơn anh nha. Bữa nào đi uống cà phê nha, bye bye. Được, đúng không, cô Tuyền? Trời ơi, ổng nói là hư cấu tới bến đi, muốn làm gì làm. Thấy chưa, em đã nói rồi. Tự nhiên bây giờ con nhân vật của con có quyền hư cấu. Con thấy đâu ảnh hưởng gì đâu, đúng không cô Tuyền? Đề bài cô giáo đưa ra là lá rụng về cội. Đằng này muốn ba con quay trở về hay sao mà làm vậy? Cái này không binh con nha, cái này là con bậy rồi nha. Trời ơi, hồi nào tới giờ con suy nghĩ đi, con sống là nhờ ai? Con giờ nè, nhờ mẹ nè, nhờ cậu, nhờ mợ nè. Mợ là... Nói hơi lố, thì mợ tương lai. Sao thì mợ về mà cũng lo cho hai đứa. Vậy là sai đúng không cô Tuyền? Thì tự nhiên cái bây giờ con tả cái bài văn con ca ngợi ba con. Chẳng khác nào con muốn là quay trở lại với ba con phải không? Đồ phản bội. Không phải, tự nhiên cái hai người diễn đạt cái câu chuyện của con là một câu chuyện khác luôn rồi. Cái ý của con đâu phải vậy đâu. Nhưng mà mình nghĩ vậy. Nhận cho tôi vui đi mình. Đem về đi. Đừng mà.
Dù gì chúng ta vẫn là tình xưa nghĩa cũ, bao nhiêu năm cách biệt vẫn thấu hiểu nỗi lòng của nhau, thấy không? Đâu phải tự nhiên mà bữa nay anh bận áo màu đen, mình cũng đen kia kìa, một màu đen trầm mặc. U hoài không có tình xưa nghĩa cũ vậy đó, anh biến khỏi cuộc đời tôi ngay. Làm vậy đau lòng nhau lắm mình ơi, anh già rồi. Ủa ai không biết anh già, anh đâu cần phải khoe đâu. Ý anh nói anh già rồi, bây giờ nếu mà không giúp giùm anh cái chuyện này là anh không có đứa con để mà chống gậy sau này đó mình ơi. Cái gì? Hay quá ha. Tôi tưởng anh thương con, anh về đây anh tặng quà cáp cho tôi để mà anh lợi dụng anh thăm con. Ai về anh muốn về đây để có đứa mà chống gậy cầm hình cho anh đó hả? Dẹp đi ha, không có đâu ha, đừng có mơ. Ai đây? Dạ chào anh lớn. Hả? Dạ, cái dạ, gì? Ngồi đi. Anh lớn là sao? Em anh mới đặt cặp nhẫn nè. Ngày mai anh dắt em đi nới đồ cưới nữa là xong. Cái gì? Đặt nhẫn nới đồ cưới. Để anh bình tĩnh để tôi giới thiệu. Đây là anh Đông. Là chồng sắp cưới của tôi. Cái gì? Chồng sắp cưới à? Dạ. anh bình tĩnh. Này chồng sắp cưới của em ha. Tôi không ngờ rằng bây giờ cái gu của em nó lạ đến như vậy, cái gu của em nó trống trải như vậy, ha, ít ỏi như vậy. Thôi được. Đi tụi con, qua đây. Thôi được. Nếu như em đã như vậy rồi, tôi nói trắng ra với em luôn nè, em có hạnh phúc mới rồi. Giữ chi một cặp hả? Nuôi chi một cặp vậy? Sang sẻ cho tụi bớt một đứa đi chứ. Sang cái gì mà sang? Anh bỏ tụi nhỏ đi từ hồi lúc mà tụi nó có chút xíu à. Ai nuôi tụi nó lớn khôn, bây giờ anh về anh giành giật làm sao? Hả? Không có đâu ha. Không có đứa nào đi theo anh hết trơn á. Nè, Bo đi qua bển đi. Bo viết, viết văn cho ba mà ca ngợi ba quá. Bo đi qua theo ba đi. Ừ, không. Mày con chỉ tả thôi à, chứ con đâu muốn gì đâu, con muốn ở với ba đâu. Nàng Bo hả? Nàng gì quên rồi. Thằng Bi, thằng Bo đó, con mình mà còn không nhớ tên. Tại vì lâu quá rồi không có gặp được tụi nó. Bo Bi gì à, gì đúng rồi, Bi Bo, đứa nào cũng được, về với ba đi con. Anh Kiệt, anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống đó. Bi Bo không đứa nào đi hết á, ở lại đây nè. Anh làm nợ làm nần xong anh bỏ chị tôi anh đi, rồi anh giờ anh quay về anh đòi bắt con là sao? Khổ quá, vợ sao của anh nó ăn cái gì không biết, nó đẻ ra dịch trời không, không có được bụng con trai nào, về tới nhà lại nghe cạp nguyên một bầy ở nhà đó. Cho nên là anh cần có một đứa con trai, một đứa con trai để nuôi dõi tông đường, hiểu chưa? Anh Kiệt, chuyện vậy mà anh cũng nói được nữa hả? Thì ra vì anh không có con trai nên anh mới quay về đây anh nhận con, chứ anh yêu thương gì con cái của mình hả? Yêu chứ sao không yêu thương, sao không thương? Bon với bụm, Bon với bụm. Đi qua đây. Đó là Bi Bo. À, bụm, bò, ở gì? Cái tên bụm, Bi Bo. Về với ba con ơi, về với ba nghe. Không có về, nó là con tôi. Trời không ơi. Có giao đứa nào cho anh hết trơn á. Bây giờ thì ít ra cho tôi dắt một đứa về thôi cũng được. Bi Bo, hai đứa con an tâm. Mặc dầu hai đứa con là con của vợ ba hả? Nhưng mà ba lúc nào cũng coi tụi con như là con ruột. Ba hứa ba lo lắng cho tụi con, không bao giờ ba bỏ tụi con giống như ai kia đâu. Anh Kiệt, bây giờ chuyện người lớn tôi không nói, nhưng chuyện của mấy đứa nhỏ tụi nó phải tự quyết định. Anh muốn nhận con đó là chuyện của anh, nhưng muốn đi theo anh hay không đó là chuyện của hai đứa. Bi Bo, hai đứa mấy con lớn rồi đó, tự quyết định đi. Hai đứa con. Bo tả ba hay lắm, Bo tả ba hoành tráng lắm nè. Bo đi với ba đi. Đứa em... nào cũng được mà, đứa nào cũng được, bòn bon hai đứa. Không, đứa nào cũng được. Em đã nói rồi, em á là em chỉ lấy hình ảnh á của cậu Khôi để em tả về ba thôi. Cái gì? Thật sự ba không có tốt như vậy đâu. Cái gì? Con muốn ở với mẹ, con muốn ở với chú Đông. Hai đứa bay không đứa nào tả tao hết mà mượn bóng tao hình nè. À, hả? Bon bon nghe lời ba về. Con là Bi. Bà quên, bây giờ đứa nào cũng được, một đứa theo ba về thôi nghe, cho bà nội dòm thấy mặt, ít ra để ba tin tưởng là tụi bay có tồn tại trên cuộc đời này để ba lòi tiền ra cho ba, hiểu chưa? Trời ơi, hai đứa con ơi, Bùng Binh ơi. Cái gì vậy? Hả? Bi Bo. Bi Bo, giúp ba đi, nếu như mà không có tiền để trả nợ, tụi giang hồ nó tới nó chém ba chết đó hai đứa con ơi, bèm chứ bẹp. Con là Bi, em con là Bo. Nè, anh Kiệt, tôi đã nói rồi, đúng không? Chuyện đi theo anh hay không, mấy đứa nhỏ sẽ tự giải quyết. Nhưng anh thấy đó, anh sống làm sao mà con cái anh không đứa nào đâu muốn đi theo anh. Người ta nói lá rụng về cội, nhưng không phải cội úng, cội thúi nào mấy đứa nhỏ cũng phải tụ về. Không, cái cội này hấp dẫn lắm. Đi ra khỏi nhà chỉ cho
hả? Cái gì? Mình phải nói vậy cho thấy phe mình đông. Có đông ở nhà là đông rồi. Đi, đi đi nè, mang về hết đi. Anh đi đi. Anh còn đứng đó làm gì nữa? Đi đi. Đi. Ba đi đi. Chưa bận. Ta nghe nè, bây giờ đuổi đi làm ơn cho xin lại quà được không? Bèo với bọt cho ba xin lại. Đi. Coi hết được à? Thôi được rồi. Tôi chưa có bỏ qua chuyện này đâu, mấy người coi chân tôi đó. Ba đi nghe hai đứa. Bánh với bèo. Trời ơi. Con cái tên con không nhớ nữa.